mình làm chỉ một cái nhỏ thôi. Nói chung ở đây là không dùng bàn xoay mà mình tự xoay. Tính ra một ngày họ đi 8-9 cây số trong một ngày, cứ xoay ba xoay lại xoay lại. Và ở đây nó nhiều con đoạn, chị này tạo hình xong rồi có người trà lán và làm hoa văn. Hoa văn thì đơn giản thôi, mình dùng vỏ sò, vỏ ốc mình ăn vào xung quanh những cái bình, xong rồi mình đem ra mình phơi ba nắng. Nói chung là mình phơi xong rồi mình nung ngoài trời. Nung ngoài trời chỉ đơn giản thôi, mình chắc cuộn. Xong rồi chắc mấy cái đồ gốm này lên, tụ rôm lại cho nó kín. 5 tiếng là nó ra màu đỏ là màu của đất. Còn mấy màu đen chỉ mình dùng lá cây tự nhiên thôi. Như vỏ trấu, như lá cây, mình lấy về mình ngâm. Ngâm xong mình đổ vào trong bình xịt thuốc. Xong mình xịt vào, độ nóng của nó là mình khều ra từng cái rồi mình xịt vào. Thì nó tạo màu đen cho mình. Nói chung là ở đây là nơi cầu của khách. Đó, ví dụ khách đưa ra mẫu nào thì ở đây thôi. Làm ra cái cầu của khách thôi. Nói chung là nghề khoảng là nghề nhân thôi, không phải là nghề ai cũng biết làm hết. Thời xưa thì họ làm đồ truyền thống, chỉ cái lò cái lô thôi. Mười mấy năm nay họ chỉ làm đồ mỹ nghệ này. Còn đất thì mình lấy ngoài đồng, nói chung là họ gặt lên. Trước khi mình đi lấy, mình lấy 20cm, mình bỏ. Mình đào sau mình lấy lớp dưới thuận 1m đi. Mà chỗ đó nó bị dụng cho mình lấy rồi. Nhưng tháng sau mình đi lấy chỗ đó nó dăng lên cho mình lấy lại. Nó không bao giờ hết. Là đất đỡ mặt đất. Ủa này, mình quay cái mặt mình chưa nổi rồi. Hay quá ha. Chú ra xoáy báo không chú đập đâu giữa mặt cái bình lớn đó, 2m mấy, họ cũng làm bằng tay. Họ đứng lên họ xoay. Này không quên chóng mặt hết luôn, nhiều giọng hết. Ừ, sao bà mà chóng mặt đâm mặt vậy? Nói chung là ven rồi, không có chóng mặt. Còn mấy người khác không biết là quay nhiều quá. Chóng mặt rồi. Quen rồi, mới tập lại rồi, mới chóng mặt. Rồi, tiếp gì gia đình mình cho người nhân dàng một tay được không? Cái giá nó cũng rất là mềm, gia đình mình tham quan. Cái cách làm sau đó mình mua ủng hộ những người đây, những cái sản phẩm nó đơn giản thôi. Ví dụ như cái mình này bán ra sản phẩm có 50 ngàn thôi, mình còn chào bán làm hoa văn mình đầy đủ hết chỉ có 50 ngàn.